Chào mừng các em học sinh tham gia tiết học ngôn ngữ văn chính, bài nghĩa tự minh và hàm ý. Bộ La Mã, phân biệt nghĩa tự minh và hàm ý. Em đọc đoạn trích lặng lẽ số 3 của Nguyễn Thành Long. Nghe thầy đọc trước một lần, đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Trời ơi, chỉ còn có 5 phút. Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười như đầy tiếc rẻ. Anh chạy ra nhà phía sau, ngồi chở vào liền, tay cầm một cái láng. Nhà quỳ ả sĩ đặt lưỡi đứng dậy, cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thông thả đến chỗ bác già. Ô, cô còn quên chiếc bùa xoa đây này. Anh thanh niên vừa vào, kêu lên, để người con gái khỏi trở lại bàn. Anh lấy chiếc khăn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách, tới trả lời cô gái. Cô kỹ sư mặt đỏ ửng nhận lại chiếc khăn, vào qua dỗ đi. Theo Nguyễn Thành Long lặng lẽ sau ba. Qua câu, trời ơi, chỉ còn 5 phút, em hiểu thanh niên muốn nói điều gì. Là anh rất tiếc vì không còn nhiều thời gian. Nên là anh thanh niên ngại ngùng vì muốn che giấu tình cảm của mình, không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Có nghĩa là hàm ý. Câu nói là ô, cô còn quên chiếc mùi so đây này. Câu này có ẩn ý gì không? Là nói là cô gái quên chiếc khăn mùi so, được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Đó là nghĩa từ minh. Thì qua tìm hiểu ví dụ trên, em hiểu nghĩa từ minh là gì, thế nào là nghĩa hàm ý. Chúng em nhìn vào sách giáo khoa trang 75, người nghe ta đọc. Nghĩa từ minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu. Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy. Nhưng thầy cho em bài tập nhanh. Bạn đến nhà mời em tối nay đi xem phim Việt Nam, nhà có 5 lần tiên. Em hãy trả lời bạn theo hai cách, nghĩa từ minh và hàm ý. Cái này em tự làm. Giờ phần lưu ý. Giờ phần hàm ý phụ thuộc vào tình huống giao tiếp. Lưu ý thứ hai, hàm ý thường được sử dụng trong các văn bản nghệ thuật. Lưu ý thứ ba, hàm ý còn xuất hiện trong qua cử chỉ hành động. Giờ cái bài chúng ta sẽ men sẽ lật sang là trang 90, tại vì cái tiết học này chúng ta sẽ học hai bài. Giúp em coi điều kiện sử dụng hàm ý. Trang 90 sẽ có phần đó. Nghe thầy đọc bản chính và trả lời câu hỏi. Chị dậu vừa nói vừa miếu. Thôi U không ăn, để phần con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn tranh của con, con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho U. Kế tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó sám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy thì bữa sau con ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở. Chị dọn có con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ nghị thôn đòi. Cái tiếng nói dậy nãy giống như sẽ đánh bên tay. Nó liền của khoai vào gỗ, vào quà lẫn khóc. U bán con thật đấy ư? Con vang U. Con lại U. Con còn bé bỏng. U đừng bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Nếu hàm ý của những câu hành động, câu hành động là con chỉ được ăn ở nhà này, ở nhà bữa này nữa thôi. Hàm ý đó là sau bữa ăn này con không còn được ăn nhà, ở nhà nữa, mẹ đã bán con. Câu thứ hai, con sẽ ăn ở nhà cụ nghị thông đòi. Hàm ý là nó, mẹ đã bán con cho cụ nghị ở thông đòi. Vì sao chị dậu không dám nói thẳng với con mà phải dùng hàm ý? Đây là điều đau lòng nên chị tránh nói thẳng. Hàm ý trong câu nói nào của chị dậu rõ hơn? Vì sao chị phải nói rõ như vậy? Hàm ý trong câu thứ hai rõ hơn. Chị dậu phải nói rõ hơn vì cái tí không hiểu được hàm ý ở câu nói thứ nhất. Chi tiết nào cho thấy cái tí đã hiểu hàm ý trong câu nói thứ hai của mẹ? Cái tí nghe nói dãy nảy, nó liền của khoai dầu rổ và nói trong tiếng khóc. U bán con đấy thật đấy ư?
Cho ví dụ có hàm ý mem tự do. Vậy sử dụng hàm ý có hiệu quả cần có những điều kiện gì? Vì sử dụng hàm ý cần có hai điều kiện sau đây: người nói, người viết có ý thức đưa hàm ý vào trong câu nói, người nghe, người đọc có năng lực giải đón hàm ý. Mem ghi phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 70, trang 91 vào. Rồi một số lưu ý: trường hợp người nghe có theo dõi lời người nói nhưng không nhận biết hàm ý thì người nói phải điều chỉnh lời nói của mình phù hợp trình độ của người tiếp nhận. Rồi để khắc sâu phần lý thuyết, thầy trò chúng ta sẽ đi vô sang phần ba La Mã, đó là phần luyện tập. Bài tập 1, đọc lại đoạn trích dẫn mục 1 trang 74 và trả lời câu hỏi. Câu A: câu nào cho thấy họa sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên, từ nào giúp em nhận ra điều đấy? Thì nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy là ý nói là chưa muốn chia tay. Câu B: tìm những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái trong câu cuối đoạn văn, thái độ ấy đã giúp em đoán ra điều gì liên quan đến tới chiếc mùi xoa? Là từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái, là cô kỹ sư mặt đỏ ửng nhận lại chiếc khăn qua dội đi. Cô gái đang bối rối đến vụng về vì ngượng, cô định kín đáo để khăn làm kỹ vật cho anh thanh niên, nhưng thanh niên quá thật thà, tưởng cô bỏ quên nên gọi cô để trả lại. Hãy cho biết hàm ý của câu đậm trong bản trích sau đây. Chúng ta sang vào tập số 2. Bác lái xe dắt anh ta lại chỗ nhà hội họa và cô gái: đây tôi giới thiệu anh họa sĩ Lão Thành nhé, và cô đây là kỹ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà, tuổi già cần nước chè, ở Lào Cai đi sớm quá, anh hãy đưa các món chè pha nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh. Để cho biết là hàm ý câu anh đọc trong đoạn chết là tuổi già cần nước chè, ở Lào Cai đi sớm quá, hàm ý là ông họa sĩ già chưa kịp uống nước chè đấy. Giờ chúng ta trở lại trang 91, em như là xem cái bài tập số 2. Nghe thầy đọc: hàm ý câu in đậm dưới đây là gì? Vì sao em bé không nói thẳng được mà phải sử dụng hàm ý? Việc sử dụng hàm ý có thành công không? Vì sao? Em nghe thầy đọc cái chết. Nó nhìn giáo giác một lúc rồi kêu lên: cơm sôi rồi, chắc nước dùm cái. Nó cũng lại nói trỏng. Tôi lên tiếng mở đường cho nó. Cháu phải gọi ba chắc nước dùm con. Phải nói như vậy. Nó như không để ý đến câu nói của tôi, nó lại kêu lên: cơm sôi rồi, nhỏ bây giờ. Anh Sáu vẫn ngồi im. Nguyễn Quang Sáng, Chiến Lược Ngà. Hàm ý là chắc dùm nước để cơm khỏi nhão. Nhất là em bé dùng hàm ý vì trước đó nó nói thẳng chắc nước dùm cái mà không có hiệu quả, phải dùng hàm ý vì chưa thể đổi cách xưng hô mà thời gian thì gấp quá, nếu đi chậm thì cơm bị nhão. Thì vì sử dụng hàm ý không thành công vì người nghe là anh Sáu vẫn ngồi im, tức là anh tỏ ra không cộng tác, giờ như không nghe không hiểu. Và cuối cùng là chúng ta có phần hướng dẫn chuẩn bị bài. Mấy em xem bài trước là Mây và Sóng, thì đọc trước bài thơ rồi tìm hiểu tác giả, tác phẩm và chuẩn bị bằng nội dung. Câu hỏi thứ nhất là lời mời gọi của những người sống trên mây và trong sóng, và lời từ chối của em bé, và trò chơi của em bé. Tiết học kết thúc. Cảm ơn các em đã tham gia top.